ra ở Biển Đông, Đài Loan, rồi nó sang có cái nạn đói toàn cầu, tại vì tất cả những cái tàu hàng và máy bay sẽ không có vận chuyển được, thì có nhiều sự thiếu thốn và chết chóc. Tội nghiệp cái ông Zelensky, ổng lên ổng yêu cầu xin thế giới 1% vũ khí của những nước Âu Châu là NATO á, để cho ổng, để ông chống lại tụi con cháu thiên ma, để cứu toàn cầu. Thấy cái lời xin khẩn của ổng đâu có quá đáng gì đâu, ổng cũng cứu luôn mình nữa mà, ổng cứu luôn, nếu mà ổng mà thắng Nga thì Trung Cộng đâu có dám đánh Đài Loan. Còn mà lần thần 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 cái này á, rồi Mỹ không nhảy vô thì Trung Cộng sẽ đánh Đài Loan, thì lúc đó Thế chiến thứ ba sẽ nổ, thì lúc đó là 10 chết 7 còn 3. Việt sinh thì cái lực của Việt sinh một phần thôi, mà ở ngoài đời á, hiện giờ người ta vẫn chưa có thức tỉnh, vẫn chưa có ngộ, vẫn nhiều người chưa biết cha là ai, vẫn chưa biết mẹ là ai. Còn một đống người vẫn hôm nay vẫn tiếp tục lên mạng xỉa xói Việt nhiều lắm, rồi nó tạo ra những cái mạng nó nói rất là phạm thượng nghịch thiên. Những gì Việt nói toàn là có lợi cho tất cả mọi người và có lợi cho linh hồn của mình. Ở thế gian này mình không cần biết mình giàu có mấy nghìn tỷ như Putin, hay là mà bao nhiêu tiền của như Bill Gates, Michael Jackson nổi tiếng, hay là cả những người có chức quyền cao trong tất cả chức vụ lãnh đạo. Khi chết cái thần hồn á, đi về đâu mới quan trọng, và có bị hai người đến kè không, hai có hai người kè là mệt á, là không có tự tại rồi, thì cái đó mới là quan trọng. Thì những gì Kiệt nói là Kiệt lo cho cái ngày của đó của quý vị đó.